Vâng, xin trân trọng kính chào tất cả các bạn đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay clip này em xin trân trọng và giới thiệu với tất cả các bác, đây là chiếc điện thoại Vertu. Vâng, đó chính là một chiếc điện thoại Vertu, chiếc điện thoại Vertu Signature S Demi vàng chanh. Đây là một con máy nguyên bản nguyên zin 100% đẹp, gọi là len keng sờ beng đẹp như gọi là gần như là mới 100% được sưu tầm bởi Kỳ Lân Luxury. Và cũng xin giới thiệu sơ với tất cả các bác, những bác nào chưa xem, chưa biết đến thương hiệu Kỳ Lân Luxury, để được rõ rằng Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên cung cấp tất cả sản phẩm đẳng cấp chính hãng theo 5 nguyên tắc cũng như là 5 tiêu chí, đó chính là một nguyên bản, hai là nguyên zin, ba là chính hãng, bốn là line new, và thứ năm là giá phải hợp lý, bởi vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên tạo ra một sân chơi đẳng cấp, sang trọng, uy tín nhất và là nơi để thỏa mãn niềm đam mê những sản phẩm đẳng cấp xa xỉ, những sản phẩm mà đã chơi, những sản phẩm mà đã sưu tầm, là những sản phẩm giá trị thì nó phải đủ 5 nguyên tắc đó. Bởi vì Kỳ Lân cũng là một người chơi chuyên nghiệp, cho nên là cái tiêu chí sản phẩm của Kỳ Lân nó phải khác biệt, và cái sản phẩm của Kỳ Lân Luxury sưu tầm nó phải khác biệt, để đem đến với tất cả, để giao lưu với tất cả các bác yêu sự đẳng cấp, yêu sự sang trọng, những sản phẩm chất lượng nhất. Bởi vì công phu, chơi cái gì cũng vậy, thú chơi là lắm công phu, chơi chơi là phải công phu, chứ không phải đơn giản qua loa. Là những sản phẩm mặc dù nó giá trị, mặc dù nó mắc tiền, nhưng mà nó quá xấu thì nó cũng đem lại chúng ta không có sự đẳng cấp. Mặc dù nó mới 100% đi nữa, hoặc là mới 99%, nhưng mà đã bị sửa rồi, vừa bị sửa rồi hay là bị sửa rồi, thì nó cũng đã không tạo cho chúng ta cái sự đẳng cấp rồi. Mình đẳng cấp là phải đẳng cấp từ tinh tế, đẳng cấp tinh tế từ bên ngoài lẫn bên trong, đó mới là sự đẳng cấp, mới sự khác biệt. Vâng, Kỳ Lân Luxury chuyên tất cả những sản phẩm điện thoại Vertu, Nokia 8800, đồng hồ Rolex, Grandmuller, nói chung là tất cả những cái thương hiệu thời trang, những cái sản phẩm đẳng cấp, thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu, thì Kỳ Lân Luxury chuyên sưu tầm những sản phẩm như vậy để bán, để quy tụ về những sản phẩm VIP phục vụ cho tất cả quý bác. Và mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ truy cập trực tiếp trên website trên màn hình của em đó, kylanluxury.com, để xem tất cả sản phẩm cập nhật hàng ngày, giá cả công khai, có video đính kèm mô tả chi tiết cho mỗi sản phẩm, cho nên các bác ở bất kỳ nước nào, bất kỳ nơi đâu đều xem được, cũng như là gọi trực tiếp vào hotline cũng như là cả Zalo của số điện thoại là 0901 247 247. Và bây giờ thì video clip đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Kính chúc tất cả quý bác một buổi thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sự sức khỏe, tràn đầy sự thành công trong tất cả những cái lĩnh vực mình làm trong cuộc sống của mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nha.